Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Căn cứ ở mẫu bàn tay này. Mẫu bàn tay đẹp đây này. Mấy cái gò trên lòng bàn tay nổi rất cao này. Bây giờ sơ sơ trong tay cũng 3-4 lô đất rồi. Đấy là ít đấy. Đấy là ít đấy. Cũng phải có 3 đến 4 lô đất rồi, đúng không? Có, nhưng mà năm vừa rồi chị bị thất bại ấy. Chị cũng bị mất một số. Mất một số, nhưng bây giờ em chỉ biết quan tâm là bây giờ trong tay ít nhất phải có 3 đến 4 lô đất trở lên, đúng không? Chính xác. Rồi, đấy, chỉ cần câu đó thôi. Còn mất như nào thì em không rõ, em không biết. Từ từ rồi em nói sau. Bây giờ có cần chị quay chị tay không? Tại vì cái đó chị quay nó chưa rõ lắm đâu. Em đang thấy rất rõ. Bởi vì em căn cứ vào trong lòng bàn tay thì em mới biết là chị có mấy miếng chứ. Tiếp theo, tính cách rộng rãi, chi tiêu rất là thoáng, rộng rãi. Chính vì cái tính cách rộng rãi này nên nhiều khi đưa tiền cho người ta rồi không có hồi mà lấy lại. Cho vay mượn giúp đỡ này, thoáng quá bây giờ là nhận lại cái phần thiệt cho mình. Đòi không được. Nghe cái giọng nói của chị rất là thanh. Nghe như tiếng chim hót vậy đấy. Đấy, rất là thanh. Nghe giọng nó sang, người giàu giọng nó sang nó khác mà người nghèo giọng nó khác. Và phân tích tướng pháp này. Trán cao. Nhưng mà ở cái điểm trên của trán ấy, gần chân tóc ấy nó hơi thấp một xíu. Nó nói là chị xuất thân là người vất vả. Xuất thân từ hai bàn tay trắng. Chả có gì, thời thơ ấu nói chung là vất vả, đúng không? Chị con nhà nghèo mà, chị con nhà nghèo á. Đấy, thì em nhìn tướng mạo đấy, em phân tích từ từ. Tiếp theo là gần đến cái phần xương chân mày thì nó sẽ cao lên. Đấy. Và chân mày chị rất là đẹp, nó thanh tú. Đây chị gọi là... Đây là chân mày của chị là không có xăm sự gì hết. Đúng rồi. Cái mặt chị không có xăm sự gì hết. Phụ nữ mắt lá liễu, chân mày lá răm thì đáng 100 quan tiền cũng mua. Các cụ bảo ngày xưa đáng 100 quan tiền cũng mua. Chân mày của chị là chân mày lá liễu. Đấy, đây là một cái tướng gọi là tướng vượng phu ích tử. Đấy, và sẽ dễ trở thành người giàu có. Quan trọng nhất là cái đuôi chân mày của chị đấy, càng với lúc nó càng thon, lại càng cong. Đấy, và rất là đẹp. Mắt thì tròng đen, lớn hơn tròng trắng. Nó thể hiện người thông minh, khôn ngoan, tinh tế trong mọi tuệ chuyện và cư xử rất là đúng mực. Và nói đến tiền tài này, tại sao em biết chị giàu? Cái bàn tay của chị nó nổi cao đã thấy điều đó này. Tiếp theo, cái đầu mũi của chị rất tròn. Chị thử lấy một ngón tay chị sờ cái đầu mũi của chị, nó tròn như là quả bi. Đấy, tròn hợp. Đấy được gọi là cái cung chuẩn đầu. Người nào có chuẩn đầu tròn như quả bi và nó lại sáng bóng nữa là người có số giàu. Đúng rồi. Và thì là có số giàu có khá giả. Người phụ nữ lại có gò má cao, nhưng mà gò má này là không phải là gò má xấu. Gò má cao này thì thịt nhiều hơn xương. Nhiều người phụ nữ thì gò má cao nhưng mà xương nhiều hơn thịt thì nó sẽ nhìn nó thô nó khác. Như chị là thịt nhiều hơn xương, là số được nhờ chồng. Đây. Ông chồng rất là chịu khó. Đây. Làm 10 đồng thì một tháng làm 10 đồng thì đưa về cho chị 11 đồng. Có nghĩa là không có tiêu của chị đồng nào hết á. Đấy, lại còn đem thêm về cho nữa. Tiếp theo. Vâng. Tiếp theo, răng chị chặt đầy. Cái hàm dưới của chị rất nhiều răng nhé. Đấy. Răng chị là răng thiệt á. Vâng. Đúng rồi, đấy em đang phân tích từng tướng một. Răng chị rất là đầy, ở hàm dưới răng rất nhiều và đầy nhiều luôn. Nó sát sạt lại với nhau và không có kẽ hở nào. Thì nó nói là người quản trị kinh tế rất là tốt, rất là kỹ lưỡng. Cái gì đáng chi mới chi, còn không đáng chi một xu cũng chả chi đâu. Đấy là về trong công việc. Cầm chị đầy. Đấy, cầm đầy nó chủ về sẽ có nhiều người tin tưởng mình, giúp đỡ mình. Và cái cung con cái của chị cũng tốt nữa. Con cái các cháu ngoan. Công thành. Công thành danh toại. Đấy, nhìn căn cứ vào cái tướng pháp là mình có thể căn cứ được tổng thể. Vì thế tại sao chị bảo là chồng chị phải chụp tay qua, nhưng em bảo không cần, nhìn tướng là em biết rồi. Và một điều nữa, quay cái tay nào.
tay chị đâu? Ờ, mẫu bàn tay này tay đưa ra ngoài nhưng không có thủy châu. Rồi bỏ ra đi. Tay này là tay hiếu thuận. Ờ, nó có hiếu với cha mẹ. Đấy, lo cho cha mẹ hai bên, ví dụ bên đằng mình hay là bên đằng chồng cũng rất là công bằng. Cha mẹ là hai bên là chị đều lo hết á, chị đang sẽ chị lo nội ngoại. Đấy thì rất là hai bên lo, chị rất là công bằng. Đấy, tay chủ về hiếu thuận, đấy tay này rất là đẹp đây này. Mặc dù không có thủy châu nhưng cũng rất là đẹp. Bởi vì những cái bộ vị khác nó chiếm ưu thế rồi thì tay nó hơi gọi là không được chuẩn cho lắm, không được tốt cho lắm, như cũng nó gỡ lại được. Bởi vì chị có lòng hiếu thuận, trong tay như có nốt ruồi đúng không? Đấy, đấy, chính vì điều đó em căn cứ là số chị có hiếu thảo đấy với cha mẹ đấy. Tai em cũng có này. Ừ. Này tai em cũng có này, nó rồi này, thấy không? Cha mẹ của chị dưới em chứ mà không có bỏ của chị dưới em. Ừ, đúng rồi. Em đẹp trai quá mà chị nhìn thấy rồi. Còn năm nay, rồi ta sẽ quay lại trở về đến công việc làm ăn. Ừ. Năm nay chị 43 tuổi. 43 tuổi, vận niên của chị là sao Thái Dương. Năm nay sẽ có rất nhiều cơ hội đặt ra trước mắt. Chị hãy lên làm đầu tư. Cái thời điểm đầu tư nó dễ thành công nhất và dễ thuận nhất, nó rơi tầm từ tháng 6. Tháng 6 âm lịch trở đi thì công việc bắt đầu là thuận dần. Mình đầu tư, mình làm cái gì bắt đầu từ tháng 6 trở đi là sẽ hanh thông và gặp nhiều thuận lợi, có nhiều người giúp đỡ. Năm nay là chị sẽ lấy lại những cái gì đã mất của năm cũ đấy. Không, mà chị cũng thấy vậy. Năm ngoái chị tê tu luôn, mà từ đầu năm giờ bắt đầu chị thấy nó lại khởi sắc lại. Thế thì cái câu nói của em hàm chứa tất cả mọi thứ luôn. Năm nay chị sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất của năm cũ. Năm ngoái là ảnh hưởng dịch Covid một phần, tác động một phần, ai cũng chết hết á. Và năm nay là chị có sao Thái Dương chiếu mạng. Thái Dương trong cửu diệu tinh quân, nó là một trong những vì sao đem lại sự may mắn, hanh thông cho cả nam lẫn nữ. Chị là 1979 đúng không? Chị 79. 1979 là thiên thượng hỏa. Lý tính của sao Thái Dương nó cũng thuộc hỏa. Đấy, vì thế nó lại càng tăng thêm cái giá trị tốt đẹp của ngôi sao này lên. Đấy, vì thế năm nay sẽ là năm vô cùng gặt hái rất nhiều thành công. Và công việc của chị sẽ mang nhiều thuận lợi hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa. Chúc mừng cho chị. Chồng chị là Nhâm Tý. 72. Ông này 50 tuổi. Chúc mừng, năm nay ông này cũng vướng sao Thái Dương luôn. Thái Dương cả hai vợ chồng. Năm ngoái là sao? Năm ngoái ông này 49 là Thái Bạch. Chắc chị đi xem nhiều chị cũng biết ngôi sao Thái Bạch nó xấu cỡ nào rồi. Rồi năm nay là năm nay là sao Thái Dương cả được cả hai vợ chồng luôn. Đấy thì rất là tốt. Mà ông này 1972. 1972 là Nhâm Tý. Mệnh mộc, tang đố mộc. Còn em vừa nói rồi, sao Thái Dương thuộc gì? Thuộc hỏa. Đấy, hỏa dưỡng mộc, hỏa mộc tương sinh. Hỏa mộc thì tương sinh. Đấy thì nó cũng hợp với ngũ hành của ngôi sao này nữa. Vì thế nó khiến năm nay cả công việc của ông ấy đều thuận nữa. Năm nay ông này đem về cho chị nhiều tiền lắm nhá. Năm nay có thể đầu tư về đất nhá. Đầu tư về đất thì xin lời đấy. Cái chỉ tay của chị á, cái tay này nè, ngay cái chỗ mà giữa cái ngón trỏ với cái ngón giữa, tự nhiên nó có một cái hình thoi á, em thấy không? Rồi em thấy rồi. Có cái hình thoi nó mới hiện ra đây thôi. Hai bên luôn á. Rồi còn ngay trên cái gò mà dưới cái ngón á, nó trỏ nó tự nhiên nó có cái hình giống như hình chữ nhật, xong nó cắt rồi. Nên nhớ hình vuông, hình chữ nhật ở trong lòng bàn tay. Em thấy rồi. Hình vuông, hình chữ nhật. Bên này cũng có hình vuông. Hình vuông ở đây luôn rồi, hình vuông, hình chữ nhật trong lòng bàn tay thì nó sẽ báo hiệu là sao? Là cái sự che chở. Cái sự che chở. Dù có hoạn nạn nào cũng được cái ô vuông này che chở cho, đóng khung và che chở cho. Chỉ sợ nhất là hình vuông này nó nằm trên đường sinh đạo thì số liên quan đến pháp luật tù tội. Nhưng mà cái hình vuông này nó nằm trên gò mộc tinh thì nó lại càng tăng thêm cái giá trị tốt đẹp của nó. Mà sao chị thấy cái đường sinh mệnh của chị nó kỳ á? Em thấy không? Nó đem nó có cái chữ mờ ngược lên mắt á. Không, không có vấn đề gì cả chị nhé.
Về đường tuổi thọ của chị em thấy tốt lắm. Về đường tuổi thọ, thọ mạng của chị em thấy là tốt, không có gì phải lo toan cả. Nói chung là hồi giờ chị không có bị bệnh gì luôn á, chị không bệnh cái gì luôn á, chị chưa biết bệnh gì là cái gì luôn á. Kỳ cảm sơ sơ, cái là chị khi chị không uống thuốc mà bệnh là bệnh nó hết vậy. Biết sau này sao nhưng mà bây giờ nó cứ bỏ. Tại sao mình được cái nhân quả như này? Bởi vì sao? Mình không có sát sinh. Mình không có sát sinh, không có cắt cổ gà cổ vịt, nói chung là không, mình không tạo được cái nghiệp sát. Hồi giờ chị không bao giờ cắt cổ gà, không biết làm. Đấy, thấy chưa? Em giảng giải đúng theo nhân quả. Vì chị không sát sinh, vì thế chị được cái nhân rất tốt, là sao không có bệnh tật ốm đau gì nhiều. Hoặc có bệnh thì cũng chỉ qua loa thôi. Đấy, không chỉ kiếp này đâu mà cả cái kiếp trước của chị nữa đấy. Đấy, chị cũng vậy luôn, chị không có sát sinh loại động vật, nói chung là chị thấy động minh dao đến máu là chị sợ rồi. Chính vì thế nên kiếp này chị được một cái nhân quả tốt, đó là sao? Bệnh tật gì nó cũng chỉ qua loa thôi, nó không có nặng. Con chị bị chảy máu chân mà chị nhìn mà chị xỉu luôn, mà chứ đại khái là chị đi cắt cái gì. Vâng. Đấy thì tất cả nó đều có nhân quả hết. Đấy. Nhưng mà thật sự chị cũng thấy sao trời thương, nó không bệnh gì hết. Mà trong cái đó bên phía nhà chị là má chị là có cái bệnh khớp rồi, hiểu không? Tại trong cái đó là mấy chị em chị ai cũng bị hết, nó nhỏ em chị nó nhỏ tuổi nó cũng bị, mà sao tự nhiên chị cũng bị, không biết già bị không thôi. Em nghĩ già chị không bị đâu. Nên khuyên người thân trong gia đình biết nhân quả rồi. Thì bệnh tật nó đều do cái nghiệp sát của mình gây ra, có thể là kiếp trước hoặc kiếp này vô minh mà mình không để ý, mà mình không nhớ tới, thì ta phải làm sao? Thì ta phải chăm phóng sinh, mua cá mua chim đem thả phóng sinh đi. Đấy, mình không tạo nghiệp sát nữa mà mình lại tạo được cái nghiệp tái sinh cho những cái động vật mà sắp đến cái cửa tử, sắp đến cửa chết, sắp đến miệng của người, thì mình sẽ được cái nhân quả hồi lại là sao? Sức khỏe của mình nó sẽ đỡ đi. Đáng lẽ bệnh nó xấu 10 nhưng mà nó chỉ có xấu 1-2 thôi. Chị không có cái hoa tay này, em ơi, sao kỳ vậy ta? Hoa tay nhiều, hoa tay nhiều, hoa tay nhỏ nhiều chỉ khổ nhiều thôi chứ được cái gì đâu. Đó, chồng chị 10 cái hoa tay nha, mà chị không có một trái luôn. Nên nhớ nhá, hoa tay nhiều thì sao? Khổ nhiều, làm nhiều, cày nhiều. Lao, suốt ngày lao đầu như con trâu đấy, cày như con trâu đấy. Đấy, chỉ biết đi công việc thôi. Mà ông chồng chị có cho số điện thoại của em cho mấy cái bạn nữa đó. Dạ. Mà muốn liên hệ với em. Xem chị đây thì đúng, chắc gì xem bạn chị đã đúng. Thật, xem nhiều người đúng ấy, như nhiều người không đúng. Bởi vì sao? Ngay như buổi sáng nay em xem một người không đúng, bởi vì ngay đầu tiên họ nói một câu phủ đầu. Thực ra em thấy thầy trên mạng nói hay hay vậy thôi, chứ em cũng chả tin mấy cái môn bói toán này đâu. Nhưng thôi, em thấy thầy nói hay thì thôi em đặt lịch coi thôi. Đúng là như vậy, cái tâm trạng của họ không cứ đặt vào cái vấn đề coi, và họ không ghi, không tin tưởng lắm, vì thế coi chả là không đúng. Như chị, em thấy là chị là người tin tưởng. Đấy, vì thế coi nó ra. Người xưa có câu là sao? Linh tại ngã mà bất linh cũng tại ngã. Có linh ứng hay không là do cái lòng thành tâm tin tưởng mình đặt cho ông thầy ấy, thì tự nhiên mà coi cái gì nó cũng ra. Nhưng mà em thấy mẫu bàn tay của chị đã tương đối đẹp đấy, chúc mừng cho chị. Được, được, hậu vận tốt, đất đai còn tậu được nhiều nữa. Em thường thường coi tay phải hay tay trái nhỏ hơn? Em coi cả hai tay luôn nhé. Coi cả hai bàn tay luôn. Đường sinh đạo lúc khởi đầu của chị bên tay trái nó có nhiều cái đường chỉ hướng lên rất là đẹp. Đây nè. Nói chung mà chị từ năm 22 tuổi cho nên tới năm 40 tuổi là chị rất là ok luôn. Nói chung cái con đường của chị nó bằng phẳng, mà nó giống như là không có một gì trở ngại. Chỉ có đúng năm vừa rồi là mới đe tu theo con. Từ đó đổ về sau là về trước đó là không có một cái gì luôn á, xong cho nên chị cũng nghĩ sao mà cuộc đời của mình sao mà nó bình yên dữ vậy. Cái đó là chị đã thiệt á. Vâng. Tức là về vấn đề chồng con, gia đình rồi, nói chung là ai họ cũng kiểu thương yêu mình á, kể nội ngoại luôn đó. Nhưng mà chỉ có cái năm vừa rồi là chị làm đâu nó bị thất bại đó. Mà những cái người mà giống như người thân, bạn thân của mình luôn. Giống như là bao nhiêu năm rồi không bị gì, nhưng mà đùng cái là chồng nó bị cái này rồi
đứa thì bị cái kia rồi cuối cùng nó cả lay cho mình, nhưng mà thôi cũng chấp nhận. Vâng vâng vâng. Hoàn cảnh của nó chứ không phải nó đúng. Đúng rồi. Thôi thì mình cứ cho đi đi, mình cứ cho đi rồi mình sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn. Cuộc sống là cho đi mà. Và cái đường con cái của chị em thấy tốt lắm, các cháu sau này đều thành đạt hết à? Chị có mấy đứa nhỏ nhưng mà con chị cái thằng lớn nó được nó canh thình á, nhưng mà đó nó đi làm rồi, nói chung cũng không có phụ thuộc vào chị nhiều đâu. Vâng. Nói chung là thấy một đứa là ok, còn hai đứa sau cũng ngoan. Vâng, vâng. Cho nên không biết như thế nào. Em nói để bằng mà. Dạ dạ. Đấy, năm nay thì chắc quan trọng nhất là cái công việc làm ăn của chị thôi. Thì em thấy là năm nay cứ làm gì thì cứ xúc tiến đi. Đấy. Năm nay lộc lá sẽ rất là nhiều. Năm nay chị thấy ok, chứ nghĩa là mới khởi điểm cho là chị thấy cũng được đó. Dạ. Mà không biết sao thôi. Dạ dạ, cứ yên tâm đi. Rồi chị thắc mắc điều gì nữa nào? Vậy thôi. Em như cái chỗ này nè, cái chỗ này bắt đầu cái chỗ ngay cái này nè ha. Rồi. Ngay chỗ này nè. Nó đang nổi cái nốt ruồi lên tay. Nốt ruồi đó à, nó nằm trên cò thái âm. À, thái âm tốt nhất đừng hạn chế, đừng cho vay mượn tiền bạc. À, và hạn chế đi tắm nơi sông nước. À, số chị mạng chị là kỵ nước, vì thế nên hiện lên cò thái âm. Hạn chế đi tắm bể bơi này, hồ bơi này. Cái đường vợ chồng của chị có ổn không em? Về vấn đề đường tình duyên tình cảm, nhìn căn cứ với cái đường hôn nhân này em thấy tốt thế này, đẹp thế này. Nhưng mà cố gắng mà phải giữ chồng ấy nhá, ông chồng này ra đường nhiều người để ý lắm. Đúng á. Ông này ra đường rất nhiều người để ý đấy, vì thế phải giữ thật chặt. Nhưng mà chị thấy ảnh lại tốt á, tốt tính á. Vâng. Ông này có nhiều tài, nhưng mà tài thì cũng phải cẩn thận, giữ cẩn thận. Nhưng mà em thấy kia, nhưng mà em thấy kia bây giờ, nhưng mà em thấy cái nhân cách đạo đức của ông này cũng tốt mà, nhưng em nghĩ là không sao đâu. Ông tốt lắm. Nếu mà đúng là hai vợ chồng chị hợp với nhau phải là, nói chung mà chị đi chị chơi chung bạn, nhưng mà chị cũng thấy ít cái cặp vợ chồng này mà hòa hợp để mà 9-10 như vợ chồng chị lắm á. Dạ, chúc mừng chị. Nhưng mà chị biết chị sợ là duyên số thôi chứ không. Không sao đâu, em cam đoan với chị. Cái bản tính quản với chị. Rồi. Để em coi cái cuối đường nó trẻ ra nè. Cuối đường trẻ. Cái cuối đường trẻ của chị nó rất là đậm, nó rất là to, nó như là cái chạc đấy. Nó như là cái chạc, chứ không phải là dấu hiệu của sự phá sản nhé. Nó như là cái chạc, nó như là cái kiềng đấy. Cái giá đỡ đấy. Như là cái rễ cây đấy, chứ không phải là cái số phá sản, vì thế chị không có gì phải lo cả nhé. Chị cũng nghe đó, thì sợ cái chỗ này nè. Mình phải biết phân biệt, mình phải biết phân biệt cái đường chỉ hướng xuống, đường hướng xuống phá sản nó như thế nào, mà đường hướng xuống nó như là cái rễ cây, nó như là cái chân trống, như cái kiềng nó như thế nào. Nhưng mà cái đường đó của chị nó như cái kiềng, nó như cái chân trống, vì thế không có gì quan ngại cả nhé. Chị nghe nói, chị cũng sợ cho nên chị nói để chị hỏi lại. Dạ. Nhiều cái đường chỉ đưa lên đó, thấy không? Nó có một cái đường từ đây nó bắt lên nè. Vào. Từ cái chỗ Vào. Chị có đường chỉ thủy tinh rất là đẹp, sống thọ lắm. Đường chỉ thủy tinh này. Bây giờ đường chỉ thủy tinh này xuất hiện này, từ cổ tay này nó chạy thẳng lên ngón út này, chị nhìn thấy biết. Tay em cũng có đấy, chắc tay em sau này cũng sống thọ. Em đẹp trai quá trời mà, chắc chắn rồi. Đúng là như vậy đâu phải dễ đâu. Dạ. Thôi, nói chung là đấy, em đã nói hết rồi đấy, chia sẻ hết rồi đấy. Còn cái đường bên này em nhìn kỹ rồi, em nhìn kỹ dành chạy ngay cái dưới cái đường sinh mạng này thôi, nó có cái chữ mờ ngược lên này thôi. Là tốt, có quý nhân phù trợ, dù mình rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn nào cũng đều được nhiều người họ giúp đỡ, họ đưa tay họ giúp đỡ mình. Và quan trọng là mình có dám mở lời hay không thôi, chứ chị mở lời ra thì ai cũng đều giúp hết á. Không, cái đó chị thấy chính xác mà. Yeah. Chị thấy giống như người ta tin tưởng mình á. Vâng. Thì cái đó có, giống như là hồi giờ, giống như giờ chị không nhờ, giống như chị nhờ là chị toàn thấy có người giúp chị không á. Vâng, quá là mình. Nhưng mà cái điều chị sợ là thay chị thấy ở dưới cuối đời xong đó, nó trẻ tùm lum, chị cũng lo.
chị yên tâm đi, không sao đâu nhé. Ổn không em? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi có gì thắc mắc nhắn tin lại cho em.